Bộ phim Pháo đài Brett. Ngày 21 tháng 6 năm 1941, Brett, công viên thành phố. Chúng ta đi ăn kem nhé. Thế còn xem phim thì sao? Đi mua kem nào. Nào, tớ sẽ chạy đến đầu tiên. Không, tớ sẽ đến trước. Tôi vẫn nhớ. Nhớ hết cả. Trong công viên thành phố, vẫn như mọi khi, thứ bảy có khiêu vũ. Tania, cảm ơn nhé. Chúc sức khỏe. Là tôi đấy. Alexander Akimov. Học viên trong đội quân nhạc, trung đoàn số 333. Cha mẹ tôi đã hy sinh ở Tây Ban Nha năm 1937. Chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. Còn đây là Anya. Đơn giản là Anya. Nhưng đối với tôi, cô ấy không chỉ đơn giản là vậy. Chờ một chút, anh quay lại ngay. Saska, sao em không ở đơn vị? Oscar rủ em. Mọi người được về phép. Cả dàn nhạc chạy thứ 8. Tay kèn cuối cùng cũng đã về thứ 4 rồi. Học viên quân nhạc Akimov. Có. Tôi ra lệnh ngay lập tức trở về pháo đài. Sao lại quát em thế? Anh đâu phải là bố em. Thậm chí cũng chẳng phải là chỉ huy. Sao lại to tiếng trước mặt mọi người như thế? Nhắn với chuẩn úy Kovalenko là phạt em làm gương. Anh sẽ kiểm tra. Cũng đừng chơi nhạc lạc điệu như thế. Đằng sau quay. Đi đều bước. Thế mà gọi là anh cơ đấy. Gia đình đồng chí sĩ quan, tập hợp nào. Anh nha, lại đây, con đây. Sao lại chạy lung tung như thế? Đưa đây nào. Đứng yên nhá. Nào, đứng yên nào. Chỉ huy trung đoàn còn dễ hơn quản lý cái nhà này. Đây là nhà tôi, pháo đài của tôi, cũng khá to. Đương nhiên là không thể leo trèo khắp xung quanh được. Nhưng tôi biết mấy chỗ, mà nếu muốn trốn thì chẳng ai tìm ra được. Xe chở phim kìa. Bố ơi, ta sẽ xem phim chứ ạ? Cảm ơn cậu. Thành phố Brest, ga xe lửa. Đi đâu? Đi đâu thế? Lui ra. Lucia, Lucenka. Các hành khách, xin đừng tập trung trước cửa quầy vé. Mọi người đừng có xô đẩy. Thế đấy, không cho ai vào. Hôm nay không có vé đâu. Hôm nay không có vé. Mọi người giải tán thôi. Tôi đã nói với anh là không có vé. Quân đội cũng không có. Kiểu gì cũng là không. Tôi đã giải thích với bác bằng tiếng Nga. Tôi chỉ có 3 ngày cả đi cả về. Ai bán thì bán. Còn chúng tôi không có vé. Có cắt cổ cũng thế thôi. Nghe này, tôi có vợ và con nhỏ ở Dogapin. Tôi phải đưa họ đến chỗ đơn vị mới. Vé ngày 20 tháng 7. Tất cả tôi chỉ làm được thế thôi.
Huy đặt chỗ đi. Đồng chí chính ủy, nói như người nhà nhé. Cấp trên đã cấm đụng đến chỗ đã đặt. Chỉ thị từ Bộ Tham mưu, chỉ theo lệnh đặc biệt. Nghĩa là không à? Có khi thế lại tốt hơn. Sao lại muốn đưa họ đến đây trong khi mọi người phải chạy khỏi? Bác nói vậy là ám chỉ cái gì? Nóng như trên sa mạc. Cái ngày gì không biết. Tòa đặc biệt đây. Chào đồng chí chính ủy. Chào Nikolai. Chở phim à? Vâng, chở phim. Nào, chạy nào. Chạy nào, chạy nào. Chạy nào, chạy nào. Nhanh nữa lên. Tugosev. Kolia chạy cũng nhanh. Nhưng Tugosev chạy còn nhanh hơn. Em yêu. Anh vẫn chưa về được. Ở pháo đài vẫn bình yên. Sẽ không có chiến tranh đâu. Hết cờ. Thật không may. Chơi bán nữa nào. Thì chơi. Chính ủy, lại tụ tập rồi. Chưa đi được à, đồng chí chính ủy? Ừ thì sao tôi bỏ canh mà đi được? Chở phim về không? Chở rồi. Thế bia đâu? Không bia có được không? Thôi nào, Sura, mai là chủ nhật mà. Chủ nhật để mọi người nghỉ ngơi. Thì tôi cũng nghỉ. Mẹ ơi, ba chai bia. Không, chị nói đi. Sao lại là em? Alex, Nina. Đã đồng ý là chị nói mà. Và nước khoáng cho bọn trẻ. Cũng nhớ đến bọn trẻ đấy. Thế nào, anh còn quên gì không? Cảm ơn nhiều. Đi nào các chiến binh. Nào các con. Đẹp quá. Nhập hàng. Anh mang về chứ? Có. Chắc lại chuyện tình à? Lại chuyện tình. Cháu gặp rắc rối rồi, đồng chí chuẩn úy. Sao? Ta phải phạt cháu à? Mà sao cậu ta lại nhận ra cháu? Cháu chơi sai nhạc. Còn tay anh ấy thì chú biết rồi đấy. Thế chơi bài gì? Trên đồi cao. Luyện từ giờ đến sáng đi, Alexander. Sáng mai chơi trả bài. Dừng nhạc. Cruz, cậu làm trò gì thế? Nhìn đi đâu vậy? Đồng chí trung úy, cái này cứ như Hồ Thiên Nga ấy. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Zina, cảm ơn nhé.
Vậy, theo anh thì bao giờ bắt đầu chiến tranh với quân Đức? Đến mức ấy cơ à? Họ đưa tôi kết quả điều tra sơ bộ vụ của anh về việc phát tán cái gọi là tin đồn gây hoang mang về chiến tranh với quân đồng minh. Tôi tin và thấy anh là người cộng sản kiên định và trọng danh dự. Tại sao lại có chuyện đó với anh? Piotr Mikhailovich, họ cho anh là kẻ dao động. Ai cho là thế thì anh đi mà hỏi họ. Giúp tôi nào, Mikhailovich. Quân hàm tôi không quá cao, cũng ít uy tín, còn nhiệm vụ được giao thì quá lớn. Anh thì tôi thấy rõ là chẳng can dự gì. Theo anh thì ai là người gieo rắc hoảng loạn đây? Tôi mời riêng anh đến đây là để nói thẳng thắn cho nhanh. Là ai vậy, đồng chí thiếu tá? Tôi. Mấy lần tôi đã nghĩ quân Đức sẽ sớm tràn đến đây. Tôi chưa nghe thấy ai khác nói thế bao giờ. Trong doanh trại không có hoảng loạn đâu, đồng chí Winston ạ. Cứ kê cao gối mà ngủ đi. Xem này trung úy, nếu Đức tràn sang, ta sẽ rơi vào vòng vây. Cả pháo đài 8.000 người, chỉ mỗi cửa bắc thì từng ấy người không thể chạy kịp được. Các bà, các cô, vợ, con, chăn màn, quần áo, bệnh nhân, mọi thứ linh tinh. Phần lớn doanh trại phải được đưa ra khỏi phạm vi pháo đài, đến vị trí của sư đoàn. Đó là điều tôi, chỉ huy chiến trường, đã qua hai cuộc chiến, đã nói và tôi sẽ còn tiếp tục nói. Thế còn quân đoàn số 4 để làm gì, Mikhailovich? Sẽ không bỏ chúng ta, không để chúng luộc chúng ta chứ? Sẽ không, nếu tất cả ai cũng ở đúng chỗ của người đó. Lính tráng ở một nơi, chỉ huy ở một nẻo. Khi lính không có chỉ huy thì đó mới là hoảng loạn. Đó là điều sơ đẳng, đồng chí trung úy ạ. Tôi hoàn toàn hiểu đồng chí Mikhailovich. Cá nhân tôi cho rằng cuộc trao đổi của chúng ta rất hữu ích. Nhưng tất nhiên là đề nghị đồng chí giữ bí mật nhé. Vụ việc của đồng chí sẽ được xem xét vào ngày 27. Xin phép cho tôi được đi, thưa đồng chí trung úy. Câu lạc bộ đã bắt đầu chiếu phim rồi. Vâng, tất nhiên. Chúc đồng chí khỏe. Sonia, em ở lại chứ? Xem người ta sống thế nào kìa. Anyuta, đã từ lâu anh muốn nói với em. Chán thế, chiếu tiếp đi. Cảm ơn đồng chí thiếu tá.
Petya, chàng nguội rồi. Đi ngủ đi, Katyusha. Làm tốt lắm. Đưa quân đi thôi. Bên trái quay. Đi nhanh, nhanh lên. Vậy là ở Brest đã xuất hiện biệt kích Đức, mặc quân phục của ta. Việc thiếu điện, thiếu nước trong pháo đài đều là do bàn tay của chúng. Anh sao thế? Hôm nay lại có lính Ba Lan chạy sang đồn biên phòng. Nói là rạng sáng chiến tranh sẽ bắt đầu, vào lúc 4 giờ. Anh tin thế à? Không, tất nhiên rồi. Chỉ trong tuần này đã bắt được hàng chục người, và ai cũng khẳng định là trong hôm nay hoặc ngày mai chiến tranh sẽ bắt đầu. Thực ra là anh lo cho Nyurka, con bé lớn rồi. Ngày xưa chuyện gì nó cũng kể, giờ thì có hỏi gì nó cũng cười, nhún vai. Chỉ chào một tiếng là xong. Nghe này, nó có ốm không đấy? À, Saka Akimov, căn bệnh đấy. Như Ukra của chúng ta đang yêu. Thế đấy, ông bố ạ. San, gì cơ? Còn nhớ là cậu hứa cho tớ cùng đi câu cá đấy chứ? Không được đâu, bố mẹ cậu không cho đi đâu. Tớ sẽ lén đi, khi mọi người đã đi ngủ say. Được rồi, Nyur, cậu cứ thổi kèn đi. Để tớ làm một điếu đã. Mình cưới đi. Anh hỏi em đấy à, chú rể. Em không tin à? Anh quay lại ngay. Đừng. Nhanh thôi. Xin chào. Familia. Tên. Колька. Колька. Tôi chở phim. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, 3 giờ 58 phút.
Lại diễn tập, chẳng để cho ngủ nữa. Chuyện gì thế này? Để anh đi xem sao. Nằm xuống. Chuyện gì thế? Diễn tập. Chạy thôi. Đi đâu? Về nhà. Tớ sẽ tìm cậu sau. Còn cậu? Anya đâu? Cứ bình tĩnh. Sẽ tìm ra thôi. Anya đâu? Andrei? Anya đâu? Petya, có phải chiến tranh rồi không? Katia, nhanh lên. Anh mang hết chưa? Cầm lấy. Chạy mau. Katia, hãy làm như anh đã dạy em. Cứ nấp trong tầng hầm. Petya, bình tĩnh. Chiến tranh, nào con trai. Cái mũ. Đến khi yên ổn, anh sẽ về với mọi người. Petya. Anya sẽ tìm ra nhà mình phải không? Làm cách nào đây? Cứ ở đây đã. Không có anh thì đừng có ra đường nhé. Katia, bám theo anh. Em đây. Anh đến tham mưu trung đoàn. Chạy mau, chạy mau. Andriusa, Andriusenka. Mẹ, Andriusa. Đừng để bị cuốn vào khiêu khích. Nào đi thôi. Nào đi nào.
Tôi đã hình dung về cuộc chiến, nhưng không thể hình dung nổi một cuộc chiến như thế này. Mọi người đều sẵn sàng đón chờ nó, nhưng không ai ngờ nó lại đến một cách đột ngột như thế, đơn giản và kinh khủng như thế này. Tôi chạy đến ngôi nhà đó. Đó là điểm tập kết trong trường hợp có chiến tranh. Kế hoạch của bộ tham mưu viết thế. Nhưng kế hoạch còn nằm lại đó, trong ngôi nhà đã sập. Không được, tránh ra, tránh ra. Không có chỉ huy, tôi không phát vũ khí. Nhanh lên. Tôi không được quyền mang vũ khí. Đội 1, theo tôi. Nhưng tôi cũng có thứ vũ khí của riêng mình. Thứ vũ khí không cần phải xin phép. Có vẻ yên rồi. Sáu giờ ba mươi. Mẹ. Mẹ ơi. Con trai. Con trai. Ach, lass den Hahn. Mach dir die Hände zu den Motzen. Bỏ xuống tầng hầm đi. Chạy đi con trai. Không được, không được vào đây. Pháo đài, công sự Volinska. Bệnh viện. Đi đâu? Được rồi. Không được, đang mổ, không được. Pháo đài, công sự Kobrinsko, cửa Bắc. Con đâu rồi? Con đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Phải ngăn hoảng loạn. Phải ngăn hoảng loạn.
pháo đài, công sự Kobrinsko, lũy đông. Tôi bảo là quay lại doanh trại. Không được hoảng, quay về doanh trại, quay lại. Anh bạn, thổi đi. Thổi bài gì ạ? Gì cũng được, thổi đi. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Thằng nhóc điên à? Chạy thoát thân đi. Súng của anh đâu? Ông biến đi. Các chỉ huy, lại gặp tôi. Chúng tôi là trung úy. Các anh là trung úy à? Tôi không thấy. Chỉnh đốn trang phục và báo cáo đúng điều lệnh. Nếu không tôi xử bắn như bọn hoảng loạn. Tất cả về doanh trại, lấy vũ khí và bố trí phòng thủ, nhanh lên. Đi, theo tôi. Pháo đài, cửa Homsky. Các anh chống cửa cũng vô ích. Quân ta đâu? Trên sóng toàn là bọn Đức. Có khi chỉ là diễn tập. Diễn tập cái gì? Diễn cái con khỉ. Thôi đi. Chỉ huy trung đoàn có trong pháo đài không? Rõ rồi. Tôi nhận quyền chỉ huy, chuẩn úy. Có. Tập hợp đơn vị, phát vũ khí. Phân tán ra các cửa sổ. Không cho quân Đức qua cầu, tiết kiệm đạn. Tiếp tục bắt liên lạc. Rõ. Pháo đài đây. Cả đồn, theo lệnh của tôi, sẵn sàng vũ khí chiến đấu. Ít vũ khí quá, đồng chí trung úy, bị vùi cả rồi. Chính ủy, hy sinh rồi. Ai có súng lại cả đây? Mọi người còn lại, xem kiếm được gì thì kiếm đi. Bọn Đức. Cả đồn, chuẩn bị chiến đấu. Tiến lên. Tiến lên. Pháo đài đây. Chúng tôi đang phòng thủ, đang chiến đấu, chờ tăng viện. Pháo đài, doanh trại tiểu đoàn 132, Bộ Nội vụ. Đơn vị nào thế? Ai chỉ huy vậy? Chỉ huy lại gặp tôi. Trung úy nội vụ Weinstein. Với quân hàm cao hơn, tôi ra lệnh, rời khỏi doanh trại và chia thành các nhóm nhỏ. Chọc thủng ra ngoài pháo đài về phía vùng phòng thủ tăng cường. Đồng chí thiếu tá, cho tôi xin phép.
Nếu chúng ta bỏ trận địa, bọn Đức sẽ tràn vào pháo đài. Ở đây ta có thể cầm chân chúng, chờ quân tiếp viện đến. Bọn Đức, vào trận, tấn công từ phía trái. Hãy tuân lệnh đi, trung úy. Hai sư đoàn đã bắt đầu di chuyển từ Kobin đến ứng cứu. Thí mạng là vô nghĩa. Còn anh, thượng sĩ Novikov, biết chống lại bị xử như thế nào không? Đồng chí thiếu tá, tôi có lỗi. Tôi không biết đồng chí, tôi xin phép xem giấy tờ. Được, tất nhiên rồi. Cũng đúng thôi. Phải nâng cao cảnh giác. Và đôi ủng nữa. Ủng làm sao? Cho tôi xem đôi ủng ạ. Đinh quân ta mũ tròn, còn đinh của Đức hình vuông. Novikov, có. Nhìn xem. Vuông. Đứng lại. Đứng lại. Thẻ quân Đức. Thế mà đinh thì tròn cơ đấy. Sonia. Sonia. Colia. Sonia. Colia. Colia. Colia, em ở đây. Sonia, anh đến đây. Quân Đức đang rút về phía nam. Sonia. Colia. Colia. Trật tự, anh xin em, hãy yên lặng đi. Colia, em không chịu nổi nữa. Colia, em sợ quá. Bọn Đức đấy, trật tự nào. Bọn Đức đấy. Em xin anh. Anh đây mà, yên lặng nào, đừng khóc nữa. Anh biết là em cứng cỏi lắm mà. Colia. Colia. Da habe ich doch einen gefunden. Mach die Tür auf. Mach auf. Я крепость, я крепость, я дубов. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi phải chờ tăng viện. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Đồng chí chính ủy, hãy xem lại. Người của ta từ bệnh viện.
Hãy nhìn xem, cô y tá đó đã từng chăm sóc tôi. Rồi sẽ ra sao, đồng chí chính ủy? Chuẩn úy, có. Đồng chí đi với tôi. Rõ, bỏ vũ khí lại. Tất cả, bố trí ra các cửa sổ, ngắm bọn áp giải tầm ngang ngực. Theo tôi. Xem có ai che không nào. Các đồng chí của mày đấy, nhanh lên. Nằm xuống. Bắn. Đồng chí chính ủy. Xuống tầng hầm, tất cả xuống tầng hầm. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ. Phải phá vây đến Brett, xem tình hình ở đó như thế nào. Chúng tôi chờ tăng viện. Rõ nhiệm vụ chưa? Rõ thưa đồng chí chính ủy trung đoàn. Thực hiện đi. Hãy nhìn xem, chúng đã giết biết bao nhiêu người. Dừng lại. Đạn. Lại đây. Có đạn không? Đạn cái gì? Lên xe đi. Đi thôi, đến cổng Bắc nào. Lũy Kobrinsko, khu nhà chỉ huy. Tôi đi tìm anh trai. Chúng tôi sống ở đây. Gia đình tôi và gia đình Posenikov.
Chú Vanya, nào, bỏ ra cửa sổ đi. Chú có thấy anh cháu không? Nào, giúp chú đi. Sura, đừng. Lại đây. Sasuke, trốn đi. Không. Là lệnh đấy. Ta sẽ làm gì đây, Vanya? Anh không để bị bắt làm tù binh đâu. Em theo anh. Không có anh và bọn trẻ, em không muốn và sẽ không sống nổi. Sura, tha lỗi cho anh. Anh hãy tha lỗi cho em. Hãy xem chúng làm gì ngoài kia. Quay lại thôi. Đường này không qua nổi đâu. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Không thoát ra được, thưa đồng chí chính ủy trung đoàn. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Chúng tôi chờ tăng viện. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Đồng chí thiếu tá, đồng chí thiếu tá, có xe tăng. Bình tĩnh, trung úy. Giá mà có khẩu pháo chống tăng. Tôi đã nói rồi. Đã nói rồi mà. Cái thứ ba. Giá mà có pháo chống tăng. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị lựu đạn. Lấy vũ khí. Chiếm lĩnh trận địa. Chưa có lệnh không được bắn. Buộc lựu đạn lại với nhau. Hãy
Nằm xuống. Ai bắn đấy? Bắn. Quân ta. Nạp đạn. Ngắm bắn. Bắn. Đạn. Cộp tuôn, lựu đạn. Nạp đạn. Tấn công. Xung phong. Xung phong. Cậu tên là gì hả con trai? Trung úy Akimov. Anh tôi hy sinh thế đấy. Trong ngày đầu tiên, trong cái ngày đầu tiên dài như vô tận, lệnh rút quân đầu tiên trong cuộc chiến được quân Đức đưa ra ngày 22 tháng 6 năm 1941 vào lúc 11 giờ sáng ngay tại đây, pháo đài Brest này. Bị thương nhiều quá, chỉ còn 18 người còn cầm được súng. Thuốc men, nước uống, lương thực hoàn toàn chẳng có. Anh nghĩ sao? Quân ta đâu? Sao mãi không đến? Hay là sắp đến rồi? Nói sao với binh lính đây? Từ giờ tới sáng là đến thôi. Nhất định sẽ đến. Thế nào, chôn hết mọi người rồi chứ? Vâng.
Còn nước thì thế nào? Còn băng trong tầng hầm, đủ cho một ngày. Thế sau đó? Đồng chí thiếu tá, đến sáng mai là quân tiếp viện sẽ đến, và ta sẽ quét sạch bọn chúng. Ta sẽ... Ở lại đây nguy hiểm lắm. Tòa nhà đã bị phá hủy nặng nề. Tất cả đi theo tôi. Mọi người nấp xuống tầng hầm doanh trại, đợi quân ta đến tiếp viện. Còn Anya đâu? Em tưởng là đi cùng anh. Ta phải đi thôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Nhưng tôi biết chắc phải chờ cho tới sáng. Bởi tới sáng, quân ta sẽ đến và tất cả sẽ kết thúc. Ngày 23 tháng 6. Lại đây nào. Đồng chí chỉ huy, cho phép cháu báo cáo. Học viên trung đội quân nhạc, trung đoàn 333, Alexander Akimov. Đưa nó vào tầng hầm. Đồng chí chỉ huy, thế Anya đâu? Cái gì? Anya. Cháu thấy bạn ấy chạy về phía chú. Đưa xuống tầng hầm, nhanh lên. Nhanh lên, bỏ ra. Đứng lại, chạy đâu? Bắn bỏ bây giờ, cháu sẽ tìm bạn ấy. Akimov. Saska. Cháu sẽ tìm bạn ấy. Đừng làm thế. Không, không, không. Xin đừng.
Làm ơn đừng giết tôi. Làm ơn, không, không. Lôi hắn sang đây, báo cáo cho Fomin. Nhanh lên, giữ lấy đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chính ủy, bắt sống được tù binh. Tôi vẫn nhớ Fomin và Zubachov. Họ có một toán nhỏ ở cổng Homsky. Họ không để quân địch sang được cầu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tù binh Đức. Vasla! Nó nói gì thế? Nó nói chắc là Min bị chiếm rồi. Nó nói là chúng ta đã tụt lại sau lưng. Chúng ta đã ở sâu trong lòng địch. Min cái khỉ gì? Thế chúng mày còn dồn đến đây làm gì? Mày nói dối. Gọi trung úy. Đồng chí chính ủy, nhìn xem. Quân ta. Quân ta. Đằng sau. Còn sống chứ? Còn, khá lắm. Nào. Trung úy Korelinov, trung đoàn tiêm kích số 123, chính ủy trung đoàn Fomin. Hãy kể đi, ở Brest thế nào? Cả Corbin nữa.
Tại sao không quân của ta lại im lặng như vậy? Quân ta đâu? Không còn sân bay nào cả. Đồng chí chính ủy bị phá hết cả rồi. Bọn Đức đã vào Brest. Quân ta rút về hướng Minsk. Các đồng chí, các chiến binh, bọn Đức kêu gọi ta đầu hàng. Chúng mời chào ta một cuộc sống tù binh hèn nhát. Chúng đã nhầm. Chúng ta, những chiến sĩ Hồng quân, sẽ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngày 24 tháng 6, chú ơi, cho cháu hớp nước. Không có đâu cháu ơi. Có mà, cho cháu đi chú. Gia đình cậu đâu, Kostya? Tôi không biết. Tôi để họ ở lại nhà, dưới tầng hầm. Còn bây giờ, chẳng biết ở đâu nữa. Tôi cũng thế. Chẳng biết họ đang ở đâu. Không uống được. Có xăng trong nước. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó và cả mọi người nữa. Tôi tỉnh dậy và thấy đôi bàn tay của cô Valinko. Anh ấy gọt cho tôi cây sáo.
Tôi nhìn và nghĩ, mình cần nó làm gì nhỉ? Cần phải tập hợp lại và phá vây. Chúng ta còn chờ được ai đến đây? Phải phá vây, không chậm trễ, ngay đêm nay. Hoặc là sẽ mất hết, từng người một. Phá vây kiểu gì đây? Pháo đài bị vây chặt rồi, Brett bị chiếm rồi. Phá vây thì đi đâu? Để bị bắt à? Để vào trại? Để chết à? Đi đâu được, đồng chí chỉ huy, chúng ta đều như chết cả rồi. Phải, nhiều người sẽ chết, có thể là tất cả. Nhưng khi vẫn còn sức, thì còn phải chiến đấu, phải phá vòng vây. Hãy ghi lệnh. Số mấy ạ? Lệnh số 1. Ngày 24 tháng 6 năm 1941. Pháo đài. Diễn biến tình hình trong pháo đài đòi hỏi giải pháp khẩn cấp. Gạch dưới giải pháp khẩn cấp. Viết đi về các hoạt động quân sự có tổ chức để tiếp tục chiến đấu với quân địch. Ban lãnh đạo và chỉ huy, chính ủy trung đoàn Fomin, đại úy Zubachev, trung úy Vinogradov đã quyết định tập hợp các đơn vị quân đội còn lại vào thành một đơn vị tổng hợp. Lực lượng tổng hợp vào đêm nay, 24 tháng 6, sẽ phá vây. Phá vây để bắt liên lạc với các đơn vị thường trực của Hồng quân. Hồng quân và tiếp tục chiến đấu chống quân phát xít xâm lược. Lại tiếp tục rồi, lũ chết tiệt. Bọn Đức ở trên cầu. Tất cả về vị trí. Pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Pavlyonko, đây ạ. Pavlyonko, lại đây. Thế này, nghe cho rõ nhé. Căn cứ vào việc vẫn có đấu súng liên tục ở khu vực cổng Terespolsky và Lũy Đông, chứng tỏ đó vẫn còn quân ta chiến đấu. Theo tôi, hiểu gì thì cũng cố hết sức thoát đến chỗ họ, báo cáo tình hình chiến sự và thông báo quyết định phá vây của chúng ta. Đêm nay, hãy cố thoát kịp đến chỗ họ trước khi phá vây và quay về đây. Nhất định phải sống sót đấy. Đồng chí chính ủy, cho phép cháu đi ạ. Không được. Uống nước đi. Tất cả tôi chỉ có thế thôi. Hãy để cho thương binh, đồng chí chính ủy. Thi hành đi, rõ. Đưa cái này cho các thương binh dưới tầng hầm. Làm đi, rõ. Sắp xong rồi. Lấy được rồi. Xem nào. Trật tự nào. Tốt cả rồi. Doctor. Bác sĩ.
Hôm thứ Bảy, ở cửa hàng quân sự, người ta chở nước khoáng lạnh đến. Xuống tầng hầm. Chú không đến nơi được. Chú không đến được, Saka. Hãy đến núi Đông. Quân ta ở đó. Hãy chuyển lệnh. Đêm nay phá vây. Cháu sẽ chuyển. Tôi biết sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với tôi cả. Bởi vì tôi phải đưa được lệnh đến nơi.
Anya, giờ rất khó để ra được khỏi đây. Cậu cứ đợi ở đây nhé. Tớ không thể ở với cậu được. Tớ có mệnh lệnh phải đưa đến nơi. Có nghe không đấy? Cậu nghe tớ không? Không có nước. Không. Nước ở khắp xung quanh, nhưng không đến lấy được. Tất cả lối xuống sông đều bị bắn chặn. Vì một bi đông nước, vì một ngụm nhỏ, bao người đã phải hy sinh. Còn nước mang về được đến nơi, phải để dành cho súng máy. Đồng chí thiếu tá, cho phép báo cáo. Học viên trung đội quân nhạc trung đoàn 333 Akimov. Mệnh lệnh. Đến đêm cùng phá vây. Hiệu lệnh, pháo hiệu màu đỏ. Tôi gặp may nhờ nhà Akimov. Đạn dược cạn dần, nước, thuốc men và lương thực thiếu trầm trọng. Đêm nay chúng tôi sẽ phá vây. Ngày 25 tháng 6, 1 giờ 55 phút.
Đến giờ rồi. Theo tôi. Đi nào. Xung phong. Belesenko, cậu bị sao? Bả vai đồng chí chỉ huy. Belesenko giúp cậu ấy. Rõ, đưa tay đây. Để tự tôi. Tất cả lùi lại. Lùi lại. Rút lui. Rút lui thôi. Đồng chí bác sĩ. Vâng.
Tôi đã làm hết khả năng. Hãy thương người thân của các bạn và chính bản thân các bạn. Hãy thương con cái của mình. Hãy thương con cái của mình. Hãy thương con cái của mình. Hãy làm gì đi. Hãy làm gì đi, đồng chí chỉ huy. Em sẽ không đi đâu. Không đi đâu. Không đùa đâu, Katia. Em không thể ra lệnh cho em. Em không đi đâu. Nếu thế sẽ không ai đi. Em là vợ anh, vợ của chỉ huy. Mọi người sẽ theo em.
Chúng ta đã mất Anya. Anh không muốn mất nốt cả em nữa. Anh muốn em đi đi. Đó là cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất. Em phải nuôi nấng các con. Em làm được mà. Em cứng cỏi lắm, rất cứng cỏi. Em cứng cỏi nhất, rất cứng cỏi. Anya. Anya, nghe tôi nói không? Có nghe tôi nói không? Phải đi thôi, bố cậu đang tìm. Chú ấy ở đằng kia, đang đợi cậu ở doanh trại. Phải đi thôi. Phải đi thôi. Các bạn còn 15 phút nữa. Con trai, đi đi. Andrusa, đi đi. Các bạn còn 10 phút nữa. Bố. Bố. Anya, con còn sống à? Con còn sống. Còn sống. Sanya. Nghe này, các con phải đi. Phải đi thôi. Đi cùng nhau nhé. Đi cùng nhau. Cháu là quân nhân, cháu không đi đâu cả. Học viên Akimov, đây là lệnh. Có nghe tôi không? Sanya. Không có cháu, nó không đi đâu. Nghe chưa? Nó không đi đâu. Rõ, đồng chí trung úy. Thực hiện đi.
Các bạn còn 5 phút. Ngày 26 tháng 6, 15 giờ 58 phút. Thả chết chứ không hàng. Dồn hết mọi khả năng của mình, quân Đức thả xuống pháo đài Brest một quả bom 2 tấn. Pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Pháo đài đây. Chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ.
Nhảy đi đồ khốn. Bọn chính trị viên, bọn Do Thái, xếp hàng vào. Bọn chính trị viên, bọn Do Thái. Tao là chính trị viên. Vừa là cộng sản, vừa là Do Thái. Chính trị viên trung đoàn Fomin Efimosevich bị xử bắn cạnh cổng Homsky vào cuối tháng 6 năm 1941. Vào năm 1957, ông được truy tặng huân chương Lenin. Tôi ra lệnh. Ra khỏi pháo đài từng người một. Cố gắng sống sót, càng lâu càng tốt. Cảm ơn các đồng chí. Tạm biệt. Tạm biệt. Прощай. Спасибо. Cảm ơn. Прощай. Tạm biệt. Спасибо. Cảm ơn. Прощай. Tạm biệt. Прощай. Спасибо. Майор Гаврилов, Thiếu tá Gavrilov Piotr Mikhailovich bị bắt làm tù binh khi bị thương rất nặng vào ngày thứ 32 của cuộc chiến. Cũng giống nhiều người khác, dù bị bắt làm tù binh, ông vẫn rất kiên cường, không bị khuất phục. Đến năm 57, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tất cả rồi à? Vâng.
Cháu đã chạy thoát, thưa các đồng chí. Trong khi bọn nó giải tù binh đi qua rừng, cháu đã chạy thoát. Trong khi chạy, cháu đã gặp phải trận bom rất nặng. Cháu điếc rồi, đồng chí trung úy. Chẳng nghe thấy gì nữa. Trong khi còn đủ sức, tôi ra lệnh chọc thủng vòng vây về hướng Tiraspolia. Nikolaev, hãy nhận quyền chỉ huy. Tôi sẽ ở đây yểm trợ cho các anh. Không, đồng chí, làm đi, tôi ra lệnh. Đừng làm khó tôi nữa. Rõ. Lại đây. Giúp chú. Giữ lấy nó. Cháu may mắn lắm. Chú biết cháu sẽ thoát ra được khỏi pháo đài. Còn chuyện này, hãy kể lại toàn bộ những gì cháu chứng kiến. Hãy kể hết sự thật. Hãy kể về chúng ta. Nghe thấy không, ông lính kèn? Không nghe thấy à? Đi đi. Đi đi, Saka. Đi đi. Vào năm 1965, chỉ huy đồn biên phòng số 9, Trung úy Andrei Mitrofanovich Kizevatov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Ania yêu quý và cả gia đình Kesevatov, cùng các gia đình quân nhân phòng thủ pháo đài Brest, đã bị quân Đức xử bắn vào mùa thu năm 1942. Lá cờ mà ông Kesevatov đã trao cho ông vẫn giữ, cũng như giữ những ký ức của mình. Và ông tin, đến giờ ông vẫn tin. Và cháu cũng hãy tin là họ vẫn còn sống. Tất cả mọi người mà ông đã kể, và cả những người ít được biết đến, tất cả họ vẫn sống ở đâu đó. Và tuổi ông hồi đó cũng khoảng bằng cháu bây giờ. Потемнела синева за рекой. Дайте время, и сверчок запоет. Неподвижный, чуть тревожный покой. Птица глупая случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весло. Новый день немного раньше пришел, только рядышком с тобой мне тепло. Будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает. Притаила синева, что-то ждет, чуть подмигивая всем, кто не спит. Вдруг внезапно счастьем сердце сожмет, хоть о чем-то важном да промолчи. Чего промокнет рассвет, притворяясь дымкой в сером плаще. Здесь всего, что до тебя больше нет, или есть, но по-другому вообще. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее. Не ведая счастья, не позволь мне погибнуть.